Giới thiệu với mọi người, đây là cái cống bắc qua sông sông Cái Lớn đây. Để mình chạy qua nào. Mình chạy đang hướng ngược về về lại trong trung tâm Minh Lương á. Cấm dừng xe và đổ xe. Ở đó mình chạy qua luôn. Đây là có những cái miếng sắt rất là lớn để mà mở ra. Mình kiếm cái chỗ dừng nè. Qua kia mới nhìn thấy rồi. Ở đây có chỗ dừng. Dây. Đây xa xa là cầu một cái lớn. Đây là trụ tháp, mấy cái trụ để điều hành. Đây. Camera ở trên kia luôn. Bên kia đây mọi người có thể nhìn sọc. Rồi. Xin cảm ơn quý vị. Từ xa nè mọi người. Đó. Yeah.